Trong số những thị trường giáp ranh thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Đồng Nai được biết đến với nhiều ưu thế nổi bật cùng tiềm năng, sức bật lớn trong mọi mặt từ kinh tế, hạ tầng, đô thị, giao thông kết nối. Mức độ quan tâm đến các dự án bất động sản tại Long Thành, Đồng Nai thời gian gần đây luôn ở mức cao. Là cửa ngõ giao thương quan trọng với các nút giao thông lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây, Bến Lức, Long Thành, Dầu Giây, Đà Lạt, Dầu Giây, Phan Thiết, Biên Hòa, Vũng Tàu, đường vành đai 3 và 4. Long Thành dễ dàng kết nối giao thông với thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Năm 2021 là mốc thời gian quan trọng mở ra nhiều triển vọng cho thị trường bất động sản Long Thành, Đồng Nai khi sân bay Long Thành chính thức được khởi công xây dựng vào ngày 5 tháng 1 năm 2021. Với bệ đỡ này, năm 2021, bất động sản Long Thành sẽ nóng hơn bao giờ hết. Đặc biệt, đón đầu kết nối sân bay quốc tế Long Thành, tỉnh lộ 769 từ nút giao Dầu Giây đến quốc lộ 51 đã được phê duyệt đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng để mở rộng nhằm giảm áp lực giao thông và kết nối các quốc lộ trọng yếu đi qua Đồng Nai như quốc lộ 1A, 20 và 51. Đây là một nguồn thông tin quan trọng giúp giá đất và sức thu hút của khu vực này không ngừng gia tăng trong thời gian gần đây. Trục tỉnh lộ 769 là trục đường huyết mạch, xương sống, quan trọng bậc nhất của xã Lộc An, định tuyến nối hai tuyến quốc lộ 51 và quốc lộ 1A ngay ngã ba Dầu Giây. Tuy nhiên, tại khu vực ngã ba Dầu Giây và đầu tuyến tỉnh lộ 769, lưu lượng xe di chuyển khá đông và áp lực giao thông rất lớn. Khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động, cung đường này sẽ thu hút nhiều hơn các dòng xe di chuyển từ các tỉnh. Do đó, việc mở rộng tuyến tỉnh lộ 769 là hoàn toàn bức thiết và cần phương án giải quyết để tháo gỡ ùn tắc tại tuyến giao thông trọng điểm này. Khi cung đường tỉnh lộ đường tỉnh 769 mở rộng, giá trị bất động sản tại khu vực này sẽ không ngừng tăng cao, tạo nên một thị trường bất động sản đầy tiềm năng và hấp dẫn. Và một trong số những khu dân cư đang dần hình thành được giới chuyên gia và nhà đầu tư quan tâm chính là khu dân cư Thống Nhất Garden. Một khu dân cư mới đang hình thành, được đầu tư bài bản, tọa lạc tại mặt tiền tỉnh lộ 769, liền kề với trục đường nối thẳng ra sân bay quốc tế Long Thành. Thống Nhất Garden, mảng xanh thịnh vượng, thu trọn lộc mây.